Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, vừa qua Starbucks Việt Nam và Foodbank Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai chương trình hỗ trợ thực phẩm. Sự hợp tác này đánh dấu một bước quan trọng trong việc giảm thiểu lãng phí thực phẩm và bảo vệ môi trường. Thông qua thỏa thuận này, hai bên đã công bố kế hoạch thực hiện chương trình thí điểm nhằm nâng cao nhận thức về việc giảm lãng phí thực phẩm và cung cấp thực phẩm chất lượng đến các cộng đồng có nhu cầu trong xã hội. Cả hai tổ chức sẽ nỗ lực hợp tác liên tục và đưa ra các sáng kiến mới nhằm cải thiện môi trường cũng như hỗ trợ các cộng đồng thiếu lương thực ở Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Khởi, Chủ tịch Foodbank Việt Nam cho biết, qua hơn một tháng thí điểm, mỗi tối, Foodbank Việt Nam đã đến các cửa hàng của Starbucks Việt Nam để nhận thực phẩm không tiêu thụ hết, vận chuyển và trao tặng đến các mái ấm phát cho người lang thang, vô gia cư. Cùng với đó, Foodbank Việt Nam đã phối hợp với nhiều đơn vị doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và các hệ thống siêu thị, đơn vị phân phối thực phẩm, đưa thực phẩm đến 600 bếp ăn, mái ấm, nhà mở tại Việt Nam.